Harry Potter, cậu bé phù thủy nổi tiếng khắp thế giới mới đây đã đón sinh nhật lần thứ 20. Và nhân dịp này, nhà sách Waterstone Piccadilly ở thủ đô London Anh, quê hương của cậu bé, đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm kể từ khi tập truyện đầu tiên của bộ truyện Harry Potter và Hòn đá phù thủy được phát hành. Tại sự kiện, rất nhiều hoạt động thú vị đã được tổ chức cho những người tham gia, như để những người hâm mộ lựa chọn nhà yêu thích của mình trong vườn Hogwarts, nhân vật yêu thích nhất trong bộ truyện và kỷ niệm của họ với bộ truyện. Đây là cuốn sách mang mọi người đến với nhau, xây dựng một nền cộng đồng, một thế giới và sức mạnh của nó. Bạn thậm chí không thể bắt đầu miêu tả bằng từ ngữ và chúng ta vẫn cảm thấy sự liên kết giống như 20 năm qua. Đối với nhiều người hâm mộ, Harry Potter đã không đơn thuần chỉ là một bộ truyện nữa, mà nó có rất nhiều ý nghĩa. Điều khiến Harry Potter đặc biệt đối với tôi, đó là vì những thứ mà cuốn sách đã làm với cuộc đời tôi. Harry Potter là khởi đầu cho rất nhiều thứ tốt đẹp đối với việc học tập của tôi, trường đại học của tôi, và nó đã thực sự giúp tôi trở thành một nhà văn. Bởi vì tôi lớn lên cùng Harry Potter, vì nó giống như cả tuổi thơ của tôi, cả tuổi trưởng thành của tôi, bộ truyện luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi, nên 20 năm là một con số lớn.